Hello, chào quý bà con thân yêu. Thì mình hiện bây giờ mình đang ở xã Hòa Tân của Đồng Tháp ha. Thì hôm nay mình sẽ tới đây mình hướng dẫn cho anh Trường cái cách Sang mà anh Sang chứ. Là tại vì ở bên kia cái đợt rồi mà đặt tin tưởng, cái em tới tin tưởng luôn. Đó, hướng dẫn cho anh Sang nhé, là cắt tỉa cành tạo tán cho cái cây sầu riêng Musang King được 10 này mười mấy tháng anh. À, 18 19 tháng à gì đó. 18 18 tháng đi. Thì như cái cây là Musang King này thì cái tốc độ phát triển của anh trồng thì như vậy thì nó cũng rất là tốt ha. Có một cái thì mình cái tỉa cành tạo tán thì nó chưa có được hoàn thiện mấy. Thì cái lý do là cái cây Musang King đó là cái cành nó là cái cành vượt nhanh. Nó cành dương lên theo cái đọt nhiều. Thì mình cắt tỉa nó từ từ trong từng cái giai đoạn để mình kéo cái cây đọt lại cho nó đều tàn, đều nhánh, đều chi. Thì sau này cái cây của mình nó cái nhánh lực thì nó số lượng nó mang trái nó mới nhiều và cái trái nó khỏe. Thì như cái cây Musang King này á thì anh cũng tỉa thì nó cũng tạm ổn rồi, nhưng mà còn một cái số nhánh là mình chưa có gông hết, là như nhánh đực nè, như nhánh này là nhánh đực nè, thì mình cắt mình tỉa bỏ luôn để cho nó dưỡng những cái cành cái này nó to nó lực hơn. Cái thứ hai á, là những cái cành vượt cái tên này nè, còn Cái một từ cái đọt đó. số nó còn vượt lên nó theo cái đọt, thì sau này cái đọt của mình nó phân tàn ra, nó bị dướng cái nhánh này, nó sẽ không nở hết tàn ra được đó, thì mình phải bấm bỏ nó cho nó cái nhánh này nó có cái tay nè, nó xà ngược ra nè, như mấy cái tay này nó sẽ xà ngược ra, nó không dương theo cái đọt nữa đó, thì cái đọt của mình nó sẽ nở hết cái tàn ra. Là anh thấy cái tàn đọt mình không, Nó nhánh dựng lên là lép. là nó sẽ lép bên này và nó dương lên cái này, cái đọt này nè, bây giờ là nó đã bằng luôn cái với cái đọt rồi, thì nó sẽ cạnh tranh với nhau, thì sau này cái cây của mình bị lép tàn, nó không có đủ tàn, thì cái cây của mình không có đủ nhánh để nó mang trái. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cắt bỏ nó luôn đó. Rồi, thì đây là những cái cành này là cành đực nè anh đó, thì em chỉ anh một số cắt một số nhánh thôi, tại vì Là ở anh có trên cắt đây một là số. mình đã có cắt rồi, thì em sẽ chỉ cho anh những cái cành đực và những cái cành vượt mình cắt sơ nó qua thôi, chứ bây giờ mình không cắt nhiều nó được, đây mình cắt nhiều rồi đó. Thì Chứ như cành hôm này nay cành em đực sao nè em cắt nhiều quá, em đó, để cử nó cử sau dạ, mà khi mà mình cắt á là mình đưa cái lưỡi kéo của mình nè, nó vừa ôm sát với cái mặt thân cây nè, là mình cắt là vừa, chứ mình đừng có cắt nó chừa ra dài quá đó. Vừa dài quá như vậy nè thì mai mốt á nó sẽ mọc tược lên nữa, là mình bấm nó mọc lên 2-3 tược, và mình bấm số lượng tược nhiều như vậy á, thì nó làm mất cái nhựa cây nhiều lắm, làm suy cái cây của mình đó. Cái thứ hai nữa mà khi mình nó như vậy nó mà nó mục vô á, nó sẽ làm một cái lõm á, nó làm khuyết cái phần thân chỗ này, thì cái cây của mình nó cái nhánh này nó cũng bị chậm phát triển luôn, rồi cái con sâu gầy nó sẽ tấn công vô chỗ này, nó làm ổ nó vô này, cái làm hư cái nhánh của mình đó. Thì bên này cũng là cái cành đực đó nè đó, cành này cũng là cành đực, thì mình bấm luôn giùm em đó, mình cũng kê kéo sát như vậy bấm, ở đây cũng là cái cành đực thế nè, nhưng mà em chỉ anh thì mới mình bấm, chứ bây giờ mình bấm nhiều quá thì nó cũng không được. Rồi những cái nách ở trong thân này nè mình bấm một hai nhánh bỏ đi đó, như vậy để nó khỏi bị cạnh tranh dinh dưỡng với nhau ha. Còn như cái cành này nó đang vượt lên nè, chứ nó vượt theo thằng này, nó vượt lên nó cạnh tranh với nhau, thì em sẽ cắt ngay chỗ này ha, đang cho nó phân mấy cái tàn cái tay này nó ra, nó bự lên, nó không có dương lên theo này nữa, để cho thằng cái đọt cái thân ở trên này nó sẽ nở ra, nó thành cái tay, nó mang trái sau này đó. Đó mình cột đá rồi đó mà giờ nó cũng lên trên Đó. nữa Đó. rồi. Cái lỗ này là nó vậy, mình Nó phải phải vượt phân ra cho nữa. nó từ từng cái giai đoạn, nó 1 năm mình sẽ cắt tỉa tạo cành cho nó 1 lần, chứ không phải là mình làm 1 lần mà nó hết, làm từ từ từ. Mà khi mà anh chị thấy á cắt thì mình đừng nên tiếc nó, thấy cắt cái nó bắt đầu nó trống quá, ôi không được cái như vậy nó hư hết, nhưng mà thật sự thì mà khi mình cắt nó trống như vậy thì bắt đầu là cái cây của mình nó sẽ tự xây tàn lại, chứ không phải là nó trống luôn như bây giờ. Tự nó xây tàn lại hả chị? Chỉ từ khi là mình cắt mà mình cắt sai cái quy cách thôi, nó trống mà sai cái đường cắt thôi là muốn làm mất nhánh chỗ đó thôi, chứ mình không có sợ mình cắt trống như vậy mà cây mình nó bị trống, không sợ đó. Và những cái nách mà ở trong này nè anh nè,
mình chỉ chừa những cái tàn mà nó dương ra ngoài này thôi. Dạ. Còn như ở trong này nè, nó dương vô trong thân nè, là mình bấm mình bỏ luôn cho nó trống. Đó, cắt vậy giùm em. Còn mấy nhánh gác này nè, mình cũng bấm luôn. Mà ví dụ ở đây là em làm cho anh một cái cây, em làm cho anh chị một cái cây là như nó hoàn thiện luôn, thì mai mốt mình sẽ làm theo y như vậy mình làm. Đó. Chứ bây giờ thì em không có bấm hết, nhưng em sẽ thí điểm một cây để giúp cho anh chị mai mốt mình làm theo như vậy để mình làm thôi. Đó. Nè, cái nhánh này thì bây giờ em sẽ làm hoàn thiện luôn cho anh một cây một luôn. Mình thấy nó lỏng nhưng mà sau này nó sẽ phát triển tốt hơn. Đó. Còn như cái nhánh ở trên này nè, thì bây giờ là cái phần này là em cắt cho nó ra đây rồi nè. Còn cái nhánh dược này nè, cái nhánh dược này thì em cũng phải bấm luôn. Đó, mình bấm cái tên ngang chỗ cái tầng này ngay đây nè. À, cái tược con mà nó bự hơn cái tược chính thì mốt mình ken mình nó không có tàn. Đó, cái nhánh mà dương vô trong cái thân á, bấm bỏ luôn. Hai chồng biển sơ hỏng mà tính nữa đi bục đá là chồng nữa đó. Tự nó xây tàn à, anh ơi. Đó, như cái tàn này thì ở đây em cũng bấm đây nè, em cho nó dương ngược lại đó, em bấm hết. Đó. Qua bên này tự khi mà cái nhánh của mình á nó lớn lên, những cái tay chi này nè nó bự lên nó nặng, tự nó sẽ xài ra. Chứ mình kéo như vậy nè, cái mai mốt á nó bị dúng da, cái là cái nhánh của mình nó dễ bị chết lắm. Đó. Thì như bên này nè, nó cũng có một cái cành dược lên theo cái đọt, thì mình cũng bấm xe dòng y chang như cái thằng bên kia luôn. Em cho cái đọt tược mình chị thấy nè, ở trên này nó toàn đều không, nó chia nhánh ra đều không. Đó, thì mình bấm đang cho thằng này nó thoáng, nó dương lên để nó phân tàn ra, mình đừng có tiếc. Những cái nách nhỏ ở dưới thì mình bấm luôn để cho nó thoáng. Đó. À. Cái loại nó là nó như vậy. Nhìn nó gói luôn. Đó. Thì bây giờ nè, nó là bây giờ là nó y như vậy đó. Thì mai mốt anh chị thấy nó sẽ tự xây cái tàn lên và cái phần ngọn nó sẽ dương lên. Cái tàn nó sẽ bung ra đều hơn. Từ từ mình tiễn từ từ chứ không phải mình tiễn một lần mà nó hết. Như cái nhánh này là em sẽ cắt bỏ luôn nè, mai mốt này cái hàng này nó sẽ xài trong đất nè. Mình đi gom, bây giờ là bắt đầu là mình đi gom mô nè. Mai mốt mình đi gom mô vô nè, nó sẽ không bị dướng nè. Cái thứ hai nữa là mình đi bằng cỏ phân thuốc rồi nó sẽ không dướng tới này luôn. Mà hàng này sau này nó nhánh này nó nhánh vô dụng, tái mà nó xà xuống như này nè thì nó cũng không có đạt. Thứ nhất là nó bị dễ bị sâu úng nè. Cái thứ hai là những cái nhánh này cái tái nó là nó bị méo không à, nó không mới tròn như được như người ta, bị xương không à. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ nó luôn. Hồi xưa là mình trồng mình giữ nó để cho nó đủ cái bộ lá để nó quang hợp nó nuôi cây. Còn bây giờ cái cây của mình đó đủ rồi, à, đủ lớn rồi, mình bỏ nó. Đó, bấm luôn rồi. Đúng rồi chị, sau này là mình ốp mô này, cái này là mình có lên một lần rồi nè. Là bây giờ mình giật cấp tiếp nè, là bắt đầu sau này là từ đây nè, cái mặt từ dưới này là ấy xuống. Còn như cái cây này á, là em đã tiễn cho anh xong rồi nè. À, còn mình còn một cái số nhánh như thế này đó. À, xong cái tay chi này á, thì đó, vậy là nó hoàn thiện rồi đó anh chị. Rồi từ từ qua năm xong cái bắt đầu là mình tiễn tiếp từ từ từ, tại vì cái cơ đọt mình lên theo từng vậy nè, là mỗi một năm mình sẽ cắt tỉa cho nó một lần vào tháng nắng, chứ mình đừng có cắt vào tháng mưa. Tháng mưa thì bắt đầu nấm khuẩn nó dễ tấn công cho lắm, mà khi mình cắt tỉa cành tảo tháng xong là mình phải phun thuốc ngừa nấm bệnh kết hợp với sâu bệnh, đặc biệt là sâu đục thân xịt ướt toàn thân trong. Đợt nào cũng vậy, em cắt bữa trước rồi bắt đầu qua bữa sau làm xịt thuốc gì siêu giác, dạ. Sâu
Đó, thì đây là một cái hướng dẫn mà để em hướng dẫn anh chị là cắt tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng, đặc biệt đây là cây sầu riêng mùa xuân kia. Đó, cành vượt nó nhiều thì anh chị cứ theo y chang những cái quy trình của tụi em, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị là trực tiếp qua cái điện thoại, qua Zalo. Đó, không có gì không hiểu thì cứ gọi cho em, em sẽ hướng dẫn cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị.